Đấy, sau khi nắp hết lên thì nó khá đẹp các bạn. Đấy, nhìn nó rất là đẹp đúng không? Nhìn không ai biết ở bên trong này có một con cảm biến dây dợ lăng hoàng. Nhìn rất là đẹp. Mình đã lắp xong cái cảm biến và cái ổ điện nhé, và đã add lên HomeKit các thứ xong hết rồi. Đây, trên HomeKit nó đã nhận một cái cảm biến. À, bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Ví dụ như mình ở ngoài cái khu vực này thì nó sẽ không hề hoạt động đúng không? Và mình sẽ đi đúng vào cái khu vực nấu ăn này của mình thì cái đèn nó bắt đầu mới bật. Đấy, các bạn nhìn thấy cảm biến lập tức nó hoạt động luôn đúng không? Cái này mình đã set một cái automation ở bên trong cái app của HomeKit rồi, nên là nó sẽ kích hoạt cái đèn này luôn. Đó là cả về cái cảm biến, còn cái đèn thì mình có thể điều khiển luôn trên HomeKit đây. Đó. Rất là nhẹ. Còn ở trên cái app của cái cảm biến LD2450 này thì nó sẽ hiện như này. Ở đây mình đã phân vùng sẵn rồi. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân vùng. Nên mình sẽ thử mình đi ra khỏi cái vùng này. Đấy, bạn nhìn thấy kính. Mình sẽ đi ra khỏi cái vùng. Đấy, nó mất.